Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật online cùng trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. Trong phần học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học ngày tháng năm trong tiếng Nhật. Và chúng ta sẽ xem rằng đối với người Nhật thì nói ngày tháng năm sẽ như thế nào nhé. Minasan, ja hajimemashou. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ xem về cách đếm ngày trong tiếng Nhật. Cách thức sẽ như sau. Số đếm cộng với nichi được gọi là mùng. Ví dụ mùng 1 chẳng hạn, mùng 2, mùng 3, số đếm cộng nichi, hoặc là ngày mùng mấy. Từ để hỏi sẽ là nan ni chi, nan ni chi. Nhưng trong trường hợp này các bạn sẽ lưu ý một số cái cách đếm. Đầu tiên đó là những cái trường hợp đặc biệt đến từ mùng 1 cho đến mùng 10 và những ngày đặc biệt thì sẽ không số đếm cộng với ni chi. Ii desu ka? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào những trường hợp đặc biệt đó ngay lập tức. Mùng 1 không phải số đếm đi với ni chi mà sẽ đặt là chuitachi. Chúng ta cùng đọc nhé. Và những cái phần bôi đỏ ở trong mục này sẽ là những trường hợp đặc biệt. Minasan go chui shite kudasai. Và các bạn hãy chú ý. Chúng ta cùng đọc nhé. Chuitachi. Mùng 2. Hutsuka. Mùng 3. Mikka. Mùng 4. Yokka. Mùng 5. Itsuka. Mùng 6. Muika. Mùng 7, Nanoka. Mùng 8, Yoka. Mùng 9, Kokonoka. Mùng 10, Toka. Ngày 14, Juyoka. Ngày 19, Jukunichi. Ngày 20, Hatsuka. 24, ngày 24, Nijuyoka. Ngày 29, Nijukunichi. Và trường hợp thông thường thì sẽ là số đếm cộng với Nichi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đếm các số đó nhé. Ngày 11, số đếm, vậy là gì? Số đếm là 10 cộng với Nichi 10, đúng không ạ? Số đếm từ 11 giờ đi chúng ta sẽ lấy 11 cộng với Nichi. Vậy chúng ta sẽ là gì? 11 là gì? Juichi cộng với Nichi. Chúng ta sẽ được là gì? Juichinichi. Ii desu ka? Chúng ta cùng đọc nhé. Juichinichi. 12. Juninichi. Ngày 13. Jusannichi. Ngày 15. Jugonichi. Ngày 16, Jūrokunichi. Ngày 17, Jūshichinichi. Ngày 18, Jūhachinichi. Ngày 21, Nijūichinichi. Ngày 22, Nijūninichi. Ngày 23, Nijūsanichi. Ngày 25, Nijūgonichi. Ngày 26, Nijūrokunichi. Ngày 27, Nijūshichinichi. Ngày 28, Nijūhachinichi. Ngày 30, Sanjūnichi. Ngày 31, Sanjūichinichi. Vậy thì bây giờ chúng ta không biết là ngày mấy hoặc là ngày nào, chúng ta sẽ có từ để hỏi nan ni chi. Nếu như chúng ta hỏi lịch sự, vậy chúng ta không biết ngày nào thì chúng ta sẽ có hỏi như sau. Đối với lịch sự, ta viết tắt nan ni chi desu ka, ngày bao nhiêu, ngày mấy. Còn chúng ta hỏi thông thường bạn bè hoặc các mối thân mật thì còn các mối quan hệ thân mật chúng ta sẽ hỏi nan ni chi. Các mối quan hệ thân mật chúng ta sẽ hỏi nan ni chi desu ka. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện lại. Các bạn nhìn vào các ngày đặc biệt này. Những cái ngày bôi đỏ ở đây là những ngày đặc biệt. Ii desu ka? Mùng 1 chúng ta sẽ có Chuitachi. Mùng 2 Hutsuka. Các bạn sẽ nhìn vào những cái chữ tôi đọc này và các bạn sẽ đọc theo tôi. Ii desu ka? Chuitachi. Hutsuka. Mikka. Yokka. Itsuka.
6 cả, 7 cả, 8 cả, 9 cả, 10 cả, 14 cả, 19 cả, 20 cả, 24 cả, 29 cả. Đó là những trường hợp đặc biệt mà các bạn cần lưu ý và học thật kỹ, thật thuộc. It is ka. Còn các ngày còn lại các bạn hãy lấy số đếm cộng với Nichi. It is ka. Bây giờ chúng ta sẽ sang đếm số đếm đi với tháng ở trong tiếng Nhật. Cách thức sẽ rất đơn giản như sau. Số đếm cộng với gatsu. Số đếm cộng với gatsu thì sẽ được số đếm tháng. Tháng 1, Ichigatsu. Tháng 2, Nigatsu. Tháng 3, Samgatsu. Tháng 5, Gogatsu. Tháng 5, Gogatsu. Tháng 6, Rokugatsu. Tháng 8, Hachigatsu. Tháng 10, Jugatsu. Tháng 11, Juichigatsu. Tháng 12, Junigatsu. Các trường hợp sau sẽ đếm đặc biệt, các bạn lưu ý và học thuộc. Shigatsu tháng 4. Tháng 7, Shichigatsu. Tháng 9, Kugatsu. Các trường hợp đặc biệt 4, 7, 9. Tháng 4, Shigatsu. Tháng 7, Shichigatsu. Tháng 9, Kugatsu. 皆さん, 覚えてくださいね. Các bạn lưu ý và nhớ những trường hợp này. It is good. Bây giờ khi đi hỏi tháng chúng ta sẽ có 何月. Trong trường hợp hỏi thông thường, còn khi đi hỏi tháng chúng ta sẽ có cách thức hỏi như sau. Đối với lịch sự chúng ta sẽ nói 何月ですか? 何月ですか? Còn hỏi thông thường, bạn bè thân mật, chúng ta hỏi 何月 và lên giọng 何月.